Xin chào tất cả các bạn nha. Chúng ta là quay trở lại kênh YouTube của anh công nhân bán xe. Và như thường lệ thì mỗi buổi sáng mình sẽ dành cho vài phút đầu giờ để đi cập nhật những mẫu xe vừa bên đại lý mình thu về trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay nhé, mình sẽ đi giới thiệu tất cả các bạn chúng ta một mẫu xe phân khúc sedan. Đó chính là chiếc Camry được sản xuất năm 2014 và mang biển số thành phố. Còn rất là đẹp các bạn nha. Sơ lược một vài thông tin ngắn về mẫu xe này. Đây là mẫu xe Camry được sản xuất năm 2014 và mẫu này là mẫu gần như là mẫu cuối cùng các bạn nhé, trước khi mà chúng ta bước sang một cái form mới hơn, đó là cái form xe từ 2016. Và động cơ thế hệ này so với những phiên bản bây giờ thì không có thay đổi gì các bạn nha. Tất cả đều được sử dụng công nghệ phân phối khí thông minh và hộp số tự động 6 cấp các bạn ạ. Và đây là phiên bản 2.5Q các bạn nhé. Chúng ta có hai phiên bản 2.0E và phiên bản cao cấp nhất là 2.5Q. Thì chủ nhân của chiếc xe này đã bán lại mẫu xe này cho bên mình và đổi sang một dòng xe Camry mới hơn. Và đi qua Tết thì bên mình mới kịp giao xe mới cho khách hàng, và khách hàng mới quay trở lại giao xe cũ lại cho bên mình. Thì tình trạng xe vẫn còn nguyên bản các bạn nhé, chưa làm đẹp. Và với mẫu xe này thì bên mình sẽ chỉ mất khoảng độ 2 đến 3 ngày để làm đẹp tổng thể mẫu xe này thôi, bao gồm đánh bóng và có thể là sơn lại mấy cặp mâm này để trở về cái mâm màu trắng các bạn nhé. Công nghệ phân phối khí các bạn này, Dual VTI là công nghệ mới nhất bây giờ. Ngay cả những Camry 2022 chúng ta vẫn xài cái công nghệ phân phối khí này. Tình trạng nhá, bên mình đã kiểm tra 176 hạng mục và sẽ đưa vào làm đẹp. Chiếc xe này chạy được khoảng độ 50.000 các bạn ạ. Và khách hàng đã thay một cặp vỏ mới rồi. Chúng ta để ý coi cái đát vỏ năm 2018 nhé. Và gai rất là dày. Và có lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hệ thống Toyota rất là đều các bạn nhé. Chúng ta coi nội thất bên trong. Camry 2.5Q của chúng ta thì có rất là nhiều những cái tiện ích và những công nghệ hiện đại. Gập gương tự động này, nhớ vị trí ghế tự động, hai dàn lạnh, hai vùng độc lập, hộp số tự động 6 cấp các bạn nha. Và nội thất của chúng ta là màu đen. Ngoài ra chúng ta còn tích hợp cái bệ tì tay ở phía sau này. Không gian Camry rất là rộng rãi. Và chỉnh ghế tự động nhé. Đó. Camry chúng ta thì sở hữu cái hàng ghế sau rất là rộng rãi. Và ngay từ bây giờ nhé, thì quý khách chúng ta đã có thể liên hệ mình để đặt cọc và chờ làm đẹp mẫu xe này. Rất là nhiều khách hàng lớn tuổi chúng ta thích những cái form xe này hơn. Và theo đánh giá là mẫu xe này chạy đầm hơn rất nhiều các bạn nha, so với những cái phiên bản 2016 bây giờ. Cũng khá hiếm các bạn nha. Đèn mà chúng ta chạy ít ấy, thì nó rất là sáng và rất là trong. Mình sẽ đi quay chi tiết hơn cái khối động cơ về chiếc Camry 2014 này. Động cơ Dual VTI. Đó, từng con ốc các bạn nha. Ốc cabo này. Thì với một cái tầm tiền chỉ khoảng độ hơn 700 triệu thôi, thì đây là một cái lựa chọn cũng rất tốt cho những khách hàng nào mà chúng ta yêu thích những mẫu Camry đẳng cấp và sang trọng. Thay vì chúng ta lựa chọn những mẫu xe như tầm Vios bản G bây giờ đi, cũng có giá tầm khoảng độ 670 triệu rồi, thì chúng ta có thể sở hữu ngay những mẫu xe này cực kỳ đẹp các bạn nha. Và giá trị của nó sẽ còn tồn tại mãi qua thời gian các bạn ạ. Khối động cơ rất đẹp các bạn nha. Khách hàng chúng ta đi rất là kỹ. Cái biển xi này qua 5 tháng rồi đây. Biển số thành phố các bạn nha.
91762. Mọi thông tin về mẫu xe này nhé, xin bạn vui lòng liên hệ với mình thông qua số điện thoại đó là 0938823826 và mình sẽ tư vấn rõ hơn về thông tin xe cũng như chương trình hỗ trợ trả góp của mẫu xe này. Cảm ơn nhé và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.